Trung Quốc kỳ vọng và mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, Trung Quốc kỳ vọng và mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục kế thừa tình hữu nghị Trung Việt, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước. Ngày 15 tháng 8, trả lời báo chí Việt Nam trước chuyến thăm, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, chuyến thăm cấp cao nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng thời, chuyến thăm là sự tiếp nối sau chuyến thăm Việt Nam rất thành công vào năm 2023 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, điều này đã thể hiện sự coi trọng cao độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, cũng cả thể hiện hai bên đều coi trọng nhau là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao, làm nổi bật quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai đảng, hai nước. Trung Quốc kỳ vọng thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, hai bên tiếp tục kế thừa mối tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đi sâu hơn nữa việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, trong chuyến thăm, bên cạnh cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị Trung Việt và thăm các địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Đại sứ Hùng Ba cho biết, hiện nay Việt Nam đang tổng kết toàn diện kinh nghiệm 40 năm đổi mới, đẩy nhanh chuẩn bị đại hội lần thứ 14 Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyến thăm sẽ là một cơ hội quan trọng để hai nước trao đổi kinh nghiệm, xây dựng đảng và quản lý đất nước. Chia sẻ về những ấn tượng trong hai cuộc hội kiến gần đây với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Hùng Ba cho rằng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm coi trọng cao độ phát triển quan hệ hai đảng, hai nước Trung Việt, rất nhiều ý kiến quan trọng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, trong đó có 3 ý kiến quan trọng. Thứ nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng quá trình cách mạng của Việt Nam liên quan chặt chẽ tới quá trình cách mạng của Trung Quốc. Trong lịch sử đấu tranh, giành độc lập đất nước, giải phóng của dân tộc, hai nước đã kề vai sát cánh, cùng chiến đấu, kết nối mối tình hữu nghị nồng thắm. Thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải kiên định đi theo con đường mà lãnh đạo tiền bối thế hệ trước đã chọn. Phải kiên trì, kiên định với định hướng và nhận thức chung mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được. Thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Thứ ba, đây là điều Đại sứ Hùng Ba ấn tượng nhất khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng tình hình quốc tế đang diễn biến sâu sắc và phức tạp hơn bao giờ hết. Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường đoàn kết và hợp tác để ứng phó với thách thức. Cuối năm ngoái, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình có chuyến thăm Việt Nam mang tính lịch sử, hai bên ra tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chia sẻ những kết quả đáng chú ý từ việc hiện thực hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng, Đại sứ Hùng Ba cho biết, hai nước đang nỗ lực cùng nhau thực hiện những nhận thức chung cấp cao cũng như tuyên bố chung hai nước. Việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc, Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đã có những bước khởi đầu rất tốt. Về quan hệ chính trị, sự trao đổi, giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước luôn duy trì chặt chẽ. Về an ninh quốc phòng, hai nước hợp tác ngày càng thực chất hơn, đạt được những tiến triển tích cực. Tháng 4 vừa qua, quân đội hai nước đã tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 8. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân có cuộc hội đàm rất hiệu quả với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang. Về kinh tế thương mại, tiếp tục duy trì đà phát triển, 7 tháng đầu năm nay, kinh ngạch thương mại song phương, theo thống kê từ phía Trung Quốc, đạt 145 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sầu riêng đạt 1,22 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm đến 92,4% trong tổng lượng xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ra nước ngoài. Hai nước đang đẩy nhanh hoàn tất thủ tục để xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi Việt Nam sang Trung Quốc. Về đầu tư, hồi đầu tháng 8, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc Lý Gia Siêu đã có chuyến thăm Việt Nam. Kinh ngạch đầu tư của Hồng Kông, Trung Quốc sang Việt Nam trong 7 tháng đạt 2,19 tỷ USD, đứng thứ 2. Trung Quốc đại lục cũng đầu tư 1,64 tỷ USD, đứng thứ 4.
Về số lượng dự án đầu tư mới sang Việt Nam thì Trung Quốc vẫn xếp thứ nhất. Về du lịch, 7 tháng đầu năm có hơn 2,1 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, đứng thứ hai trong số các nước có du khách nước ngoài đến Việt Nam. Có thể nói, hai nước đã nỗ lực cùng nhau thực hiện tuyên bố chung năm 2023 về phương hướng hợp tác 6 hơn, thúc đẩy tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh,